Rồi nè, bước 1 là con chọn ha, đúng không? Chọn cho kỹ, xong rồi mới nhấn Ctrl C nè. Nên thầy không có nhấn mà vô đây nè, thì cho em thấy phím tắt đó nè. Thấy Ctrl C không? Đúng không? Thì ý nghĩa của Ctrl C là gì nè? Nó có phải Ctrl C về nó có bị dùng đâu, đúng không? Thầy mở mắt lên thì nó bình thường lại. Rồi sau đó qua bước 2 nè. Đó, bây giờ thầy lại phải đi lên đi xuống hay là quay clip quay gì mà quay không hiểu tham lam quay quay quay. Bước 2 mình vào menu email đoạn này chết mình đấy gì đó đây là email cho này chết mình đúng không? Rồi nó có nhiều chức năng để chuyển màu, là thứ nhất là level cơ. Thường là người ta dùng cái này. Thường là dùng cái này ha, từ từ color balance hoặc là hue saturation. Thì có thấy chỗ gần nu gần b. Thường là người ta vào trong cái viết gì đó. Mê chứng minh chọn thuế đúng không? Thuế. Hoặc là chọn color. B gì con? B là đúng không? Tức là nó hai viết tắt cần cho này là cần trên gì con? Cần trên nu, còn này là cần trên gì? Bờ, đúng rồi. Bây giờ nhìn nè. Thầy dùng cần nu một cái nha. Nhìn nè. Cần nu một cái nha, đúng không? Rồi bây giờ thầy lúc cho con lên lên. Thì con thấy cô gái đầu tiên màu gì không biết, nhưng giờ là con muốn chơi màu gì cũng được đó, nhìn nè. Đỏ không chịu, con thích xanh đập chuối cơ. Không, con chịu thích màu xanh này cơ. Không, con thích màu xanh này cơ. Phân môn tím tím cho nữ tính này tím à. Không mà trong màu gì đó tùy con, đúng giờ thật ra nó có rất nhiều màu đúng không con? Vậy là chức năng thứ nhất là con vào email treatment chọn cái gì con? Hồi nãy mình vừa chọn Huế này đúng không? Bây giờ mình qua chức năng thứ hai là color gì? Color hiểu không? Hồi nãy thầy không ok hiểu không? Thầy cancel hiểu chưa? Để làm tiếp chứ ok rồi nó không hiểu bài. Rồi bây giờ con cứ tiếp tục điều chỉnh những cái con số này. Có bắt gặp cái màu nào mà con mong muốn thì con dừng lại thôi, chứ giờ có trời mà biết con thích màu gì đúng không? Hiểu không con? Nó hiểu không vậy? Đó, nếu thích thì ok, không thích thì cho nên vết lại ha. Hiểu chưa? Nhưng mà nó hay một cái là gì? Nếu thích thì redo lại đúng không? Đó. Nó hay một cái là gì? Con nãy con đã tạo lớp mới, có gì con có thể bỏ lớp đó đi là xong. Hiểu không ta? Thì tương tự những áo khác con muốn đổi màu thì con có thể làm tiếp một cái nữa. Thích làm áo cô nào cho dễ nè. Đừng làm màu trắng với màu đen thù lùi nha. Trắng hoàn toàn và đen hoàn toàn là nó không thay được. Nó chỉ thay được cái màu bình thường thôi. Thí dụ giờ mình quất áo này nha. Thử ha. Mình lấy công cụ gì con? Quất đúng không? Lít vô đây. Rồi xong. Nhưng hình như nó ăn lên vai cổ đúng không? Mình zoom lên đó, mình thấy là nó không tha cái vai này ha. Nó sẽ thay màu cái vai này cho nên nhấy lấy polygon mình giữ phím gì nó bớt đi. ALT đúng rồi, thì lúc cái dùng mà gọi là dư cái này nè. Còn ngoài đây nó dư mà nó đâu sao đâu, hiểu không? Nó bớt đi cái dùng đó, hiểu không con? Nhưng mà giới giữ phím gì? ALT đúng không? Nó có ăn vô đâu đây miếng dư phải không? Rồi vậy thì ở đây cũng dư phải không? Thiếu thì thêm, mà dư thì bớt đi, tự bớt ha. Rồi xong. Bây giờ trước khi copy thì con phải đứng ngay cái lớp nào ha? Con để đây là một cái áo của cái cô kia, bây giờ phải đứng đây là đúng chưa? Mình copy nó mới hiểu chứ. Muốn copy nhấn phím gì thì quên mất rồi. Cái nên G nè đúng không? Đúng chưa? Rồi, đây này có cái áo ngon lành nè, không tin tắt hay coi nè. Được không? Rồi giờ mình nãy giờ mình dùng một trong hai cách đó, nãy là Huế với Color Balance đúng không? Bạn có muốn dùng cái này dùng thì chỉ thêm một cách nữa là
Xeno mixer thử coi. Đúng không? Xeno mixer. Thì con cũng có thể gia giảm cái màu đó cho nó khác đi. Đúng không? Thấy không? Màu màu thì nó không có biên giới. Màu nó nhiều lắm, đúng không con? Đúng không? Không nói được và cũng không nói được màu gì đẹp hơn màu gì hết. Thì chỉ biết là thay cái màu cho nó khác lúc đầu thôi. Là xong. Rồi thôi đủ rồi, nãy giờ thầy đã làm xong hai cái hình, hai cái màu khác nhau, một cái áo này, hai áo này. Nếu con tỉ mỉ con có thể thay được rất nhiều thứ, đúng chưa? Đó thì xong. Ví dụ như một cái chiếc xe người ta ra đời, người ta cũng muốn có nhiều cũng cái xe đó nhưng nó ra nhiều màu, đúng không con? Phải không con? Thì con có thể dùng màu này để mà làm ra cái vấn đề đó nha. Rồi thì con không thay màu ai hay là thay màu sản phẩm thì con thầy đã giới thiệu xong cái phần tô màu, thay màu đúng không? Là một, tuy nhiên giờ trước khi tắt cái này đi thì thầy sẽ trộn hết lớp lại ha. Thì nãy thầy có nghe cái gì á, có một bạn hỏi gì đó thầy chưa có kịp trả lời, bây giờ thầy trả lời rồi. Thầy nhớ các bạn nói trắng đen đúng không? À đó. Thì giờ thầy trộn hết lớp lại đi, tại vì bây giờ nó nhiều màu đúng không? Muốn trộn hết lớp lại thì con trộn mẹt đúng không? Chúng tắt là gì con? Đúng rồi, thì tất cả lớp này nó trộn thành một lớp thôi nha. Bây giờ có bạn nói là không, em không thích màu mè, em chỉ thích màu trắng đen thôi. Hiểu không? Đúng, không có sai. Nhiều người chơi ảnh người ta thích màu trắng đen, không thích màu nhiều. Thì lúc đó con làm như sao? Trong email chính mình con không làm gì mất công cả, con chỉ chọn đi sách từ đây thầy. Là nó trở về màu trắng đen, ghi vô tập luôn. Muốn về màu trắng đen hay trắng, đúng không? Vào email adjustment chọn đi sát từ đây. Chúng tắt là gì con? Control shift gì con? Ô đúng không? Máy thầy nó là gì? Control shift là nó vẽ hả? Thầy biết. Rồi. Một. Một rồi. Ghi đi. Muốn chuyển về màu trắng đen thì ghi tắt cái con ha, tại thầy lười ghi quá. Thì chúng ta giờ email chứ mình chọn gì sau đây. 1, 2, 3. Thì mọi người lúc này con thấy sao? Toàn là một màu trắng vậy. Trắng đen. Mình chuyển này về tranh chì luôn đi. Đúng không? Tạo lớp mới sao nữa nhắc đây coi nè. Đúng. Chết mình in vật đúng chưa? Sẽ chọn cái mod là gì? Color dot đúng không? Tới đây mà không thấy gì nghĩa là đúng, đúng không? Bài này sẽ có nhiều đốm đen lắm nè. Rồi mình dùng bộ lọc gì đó mình vẽ lên tụi con. Gao sẽ là đúng mô Phật. Có số đứa là nó có học bài hay nó có làm bài nó nhớ. Rồi giờ mình vẽ thì tùy ý thích mỗi đứa. Cái đứa thích dừng ở đây à, để vậy đó nó đẹp á, không? Nó vậy là đẹp ha, nhìn cho nó trừu tượng ha, là không ai hiểu gì hết. Hỏi tranh gì nó là tranh trừu tượng, nghĩa là không ai hiểu gì đâu. Đó đứa nhích lên được miếng, có nói là viết chì dễ cực lắm, dễ dày được rồi. Cái đứa thì nó nói không, phải lộ liễu hơn, phải lộ liễu hơn mới đẹp. Đó, cái đứa thì nó nói kéo đại lên 100% cho rồi bị đặc xạo quá mệt. Ok à, đúng mà thầy nói giỡn cho vui đúng không nè. Thì thật ra giải trì thì thầy con dùng ở mức độ vừa phải thôi. Giống như mình đánh chì lên vậy đúng không con? Chỗ đậm chỗ nhạt thì nó mới đẹp. Chứ còn mình làm nó đen thù lùi hết thì nó dày thì nó giống như là ảnh trắng đen luôn rồi. Không có ý nghĩa gì chì cả. Nó sao có nét đúng không? Đó vậy người ta nhìn ra người ta mới thấy hay đúng không? Đó thì vậy thôi ha. Thì ảnh như vậy ta gọi là ảnh nghệ thuật. Nếu mà nhân vật đó người ta phát hiện là người ta nghĩ là con giải trì á, thì ta rất là quý bức tranh này, hiểu không con? Hôm nào con thử thấy ai đó phát thảo bức tranh của con mà giống giống con thôi là con rất là mừng, hiểu không con? Đẹp xấu thì không nói mà người ta dễ giống mình là mình mừng rồi đó, hiểu chưa? Rồi ok con xong nha. Cái clip này về màu thì để coi có gì để nói với con nữa không? Và trắng đen. Rồi thẳng đây nói về màu luôn rồi nhuộm màu nha. Ok tụi con. Bây giờ thầy sẽ nhuộm màu ha. Thì chúng ta sẽ đi lấy một bức tranh để chúng ta nhuộm màu con nha. Thì thầy sẽ lấy bức tranh này, đúng không? Thầy copy nha. Rồi nhìn nè.
Thì thầy chỉ cho mấy đứa một cách nhộm màu luôn, file new. Đúng chưa? Rồi mời coi nè, mời cả nhà coi nè, đừng nói chuyện nữa, nhìn nè. Nhanh cà rinh vê dán, đúng không? Thì nhộm màu nó là gì? Coi coi đừng nói chuyện nữa con. Nhộm màu nó là cái thuộc về cảm tính. Có người thích tông màu này, có người thích tông màu kia, đúng không con? Không có nói được. Nhưng mà mình biết cách chỉnh là ok. Thì mời con coi. Ví dụ có người nói là cái này nó đỏ quá, em thấy mấy đứa này giống bị xỉn quá, em muốn giảm bớt cái màu đỏ đi, đúng không? Còn cái đứa này nó không, em thích màu nó phải nóng nảy, nó phải vàng hực lên nó mới đẹp. Đó cũng là cái cách thích của người ta, đúng chưa? Do cái cảm giác ha. Thì để làm được chuyện đó đó, nói chuyện hoài thì quýnh con giờ nha. Email chứng minh con chọn cái thầy le gì con? Level, được chưa? Vậy email chứng minh chọn level. Thì trong level nè, có nghe nói nè, nó có thể là con tăng cái sắc độ lên à, thấy không? Đậm thêm, thấy không? Có người nói là không à, như vậy đẹp hơn. Có người là vân vân. Nhưng bây giờ mình muốn thay đổi một cái kênh nào đó thôi. Ví dụ thầy nói kênh màu đỏ nè. Ví dụ nha, thầy chọn kênh màu đỏ đúng không con? Thầy nắm cái này nè, thầy tăng lên. Thì con thấy rõ ràng là cái tông màu đỏ nó có thay đổi, đúng không? Nó bị giảm đi, đúng không? Con thấy rõ ràng là sau cái động tác này thì cái màu đỏ nó giảm xuống, đúng không con? Đó, thấy không? Rồi. Rồi là có, nếu con nắm đây con thì nó sẽ tăng màu đỏ lên, nó có hai trạng thái ngược lại. Con tăng ấy nữa thì cái màu đỏ thấy là nó đã khử được cái màu đỏ khá nhiều. Thì lúc này màu xanh nó sẽ lấn lên nhiều, đúng không con? Có người ta thích vậy mà, phải không? Đó là thuộc về cảm tính. Rồi có người đã chỉnh vậy xong vẫn chưa hài lòng, ta vô kênh green à, ta nói là không, xanh này tôi thích xanh đó đó, cái xanh đó phải dữ dội lên cho tôi à, thì con nắm cái thêm này kéo thì rõ ràng nó xanh lè như cắt kè luôn, đúng không nào? Hoặc là con nắm bên đây kéo vô thì thấy rõ ràng cái xanh mà à, cái xanh nó dù xung quanh nó xảy ra rất nhiều đó. À, nói chung là chỉnh ba thanh này không có nói được là chỉnh bao nhiêu là đẹp à, nhưng mà người ta chỉnh bằng những cái đó. Hoặc là có người không, ta chỉnh kênh blue, đúng không con? Blue là một cái kênh khác nữa, thì có thể là con sẽ nắm này, con thấy không, con tăng lên thì cái blue đó nó thay đổi đi, con nhìn kỹ con mới thấy nha. Đó có người nói à, tới nay dừng đi, đừng anh đừng chỉnh nữa, tôi thấy như vậy là đỉnh lắm rồi, đúng không? Có người nói vậy là tôi thấy đỉnh lắm rồi. Ok, đó là một cách. Thì nhấn kênh Z phục hồi lại thì thấy bức tranh từ ban đầu như vậy đó, đúng chưa? Sau khi là con về tay của con ha, con redo lại đó, nó trở nên như thế này. Và con nhớ là lúc đầu nó như thế này, đúng không? Hiểu không con? Bây giờ về tay con nó trở nên như thế này đó, thì tùy con nha. Có đứa này không, con chỉnh bằng chức năng khác thì đây thì chỉ thêm một chức năng nữa nha, về coi clip lại nha. Thì nó sẽ thuộc về cảm tính, không nói được ha. Hồi nãy mình chỉnh bằng level đúng không con? Bây giờ cũng có thể chỉnh bằng gì? Khờ. Nếu như con kéo cái khờ lên phía trên thì nó tăng sáng, còn ngược lại nó tăng tối, hiểu không? Cancel đi ha. Khờ có phím tắt là Ctrl M, được chưa? Con có thể chọn cái kênh đi như nãy, ví dụ thầy nói là kênh red, con nắm cái thanh này nè, con giảm nó xuống thì rõ ràng thấy là red nó thay đổi, đúng không? Có những cái gì đỏ đỏ là nó thấy vậy là nó đúng, nó đẹp hơn. Cái kia đỏ quá đó nè, nó đẹp hơn. Có người không dùng chức năng này thì chỉ thêm một cái nữa đi ha. Nãy là dùng level với curl là con thấy gần giống nhau, đúng không? Đúng không con? Bây giờ mình qua một chức năng nữa là chức năng channel mixer y như nãy vậy đó. Trong channel mixer này con hoàn toàn có thể thay đổi, ví dụ cái kênh đỏ nè nó giảm xuống là nó giảm giả mang luôn, nó mất đỏ hết trơn luôn con. Mấy này trở nên tái mét cũng sắp chết rồi, đúng không? Ok. Tăng xanh lên à, thấy tăng hồng lên, đúng không? À, rất là hay. Blue nữa nè, blue là nó thay đổi mất đi thì màu khác nó sẽ lấn lên. Blue nó nhiều thì nó sẽ này, nó giảm thì mấy cái màu khác lấn lên nó. Xanh xanh green này cũng vậy ha, xanh green nó giảm đi thì màu khác lấn vô. Đó thì như vậy tùy ý con nha. Đó là một cách để nhấn reset hồi lại. Thì chỉ có một cách lên màu cuối cùng nữa là như sau. Thầy con tạo một lớp mới, nhìn nè con. Nhìn, con tạo một lớp mới, con lấy cái cọ, được chưa? Con tô màu cho thầy, ví dụ con blend, con thích một cái màu đỏ như thế này.
Để cho cái cọ lớn nha, móc vuông bên phải nha con. Con chấm, trời cọ cứng quá. Cọ này cứng quá, thầy chứ lấy cái cọ mềm cơ. Giảm độ cứng xuống thì nó mềm đó. Giảm độ cứng xuống thì nó mềm đúng không? Rồi thầy cho cái dùng này nó đỏ. Thầy cho nhưng mà thầy tạo lớp mới rồi nha. Chứ không tạo lớp mới hư hình ta đó, đúng không? Rồi thầy cho cái dùng này xanh. Được không? Rồi thầy cho cái này xanh. Rồi thầy lại cho một cái màu khác vô nữa mới ghê, với màu tím nó ghê. Sốc quá, ok ha. Nói chung là cái bức tranh này như tất cả đó. Đúng nè. Nhưng mà con không phải để như vậy. Nghe nói là sau khi con đã chọn màu thì con blend như vậy phải không? Rồi ta thích vậy đó. Thì lúc này con chọn thêm một cái mod rất là đơn giản, đó là mod overlay thường đó. Thường nó overlay nè. Overlay hoặc là supply, đó những cái mod này. Overlay hoặc supply đúng không? Ít xài hạt line lắm ha. Overlay hoặc supply hai mod này nè. Đó, nó sẽ làm cho cái bài mình đẹp hơn. Bây giờ thầy chọn overlay nha. Đúng chưa? Overlay nha. Thì con thấy là cái bức tranh này nè, nó đã được nhộm lên rồi cái mod, cái chế độ overlay. Và con thấy không hề ảnh hưởng gì mấy em này hết. Nó chỉ làm cho cái mấy em này nó đẹp lên thôi đúng không? Đâu bị đâu, phải không con? Nhưng mà có người nói là không, như vậy là mạnh lắm, màu vậy mạnh lắm. Thì em cứ vô em giảm gì xuống à, giảm xuống thì con thấy cái tông mà cái màu mà con nhộm vô á thì nó hoàn toàn có thể điều chỉnh được mà đúng không? Có hiểu không ta? Đó thì cái cách, với cái cách nãy giờ thầy chỉ con 3-4 cách. Thì thầy nghĩ là với bất kỳ bức tranh nào mà con mong muốn nhộm màu thì từ đây thì sao? Con sẽ nhộm được, mấy đứa hiểu ý thầy nói không ta? Còn ở đây thầy không có bàn cái chuyện đẹp hay xấu. Tại vì đẹp là đẹp trong cái hoàn cảnh nào và trong cái trạng thái nào, hiểu không con? Con đang bực dọc, con đang bực dọc thì con không thấy gì đẹp cả, đúng không con? Đối với con về con đang vui, ha, con đang nói thoải mái thì con thấy cái tông màu này nó đẹp với con hơn, đúng không con? Con hiểu ý thầy nói không? Với con người đam mê cái đẹp thì ta nhìn vô cái gì ta cũng thấy đẹp, nhưng mà ta đẹp khóc gốc khác nhau, đúng không con? Người không đam mê cái đẹp thì nhìn vô đó với ta cái gì cũng là ủa sao ghê vậy, ủa sao ghê vậy, đúng không con? Không có cái gì đẹp. Đúng nè, thì đó cái đẹp ở đây thầy không bàn, đó nó thuộc về tâm hồn, nó thuộc về cái cảm nhận, đúng không con? Đúng không? Có người thích uống cà phê, những đâu phải ai cũng thích uống cà phê đâu, phải không con? Đúng à, đại khái là vậy, cái cảm nhận đó thì thầy chỉ chỉ về cách thức blend màu. Thì cái clip tới đây thầy dừng lại. Mong là cái clip này nó đem lại đến cho tụi con một cái gì đó rất là hữu ích.